như vậy không? Thì đối với ông á, bây giờ quý vị khán giả nè, cũng như là quý bà con nè, mà muốn có cái cuộc sống mà bình an nhiên tự tại á, thì ông có cái lời khuyên gì dành cho quý vị không? Thì riêng cá nhân của ông á, thì ông không có cái lời khuyên gì hết, nhưng mà đây á, thì ông chỉ có cái xin là xin quý vị nên tĩnh tâm, và quý vị hiểu rằng là vào cái giai đoạn này á, đừng nên tính chuyện gọi là kinh doanh nhà lầu xe hơi ruộng đất cao sang gì nữa hết. Xin mọi người đình chỉ, hãy chuẩn bị cho mình một cái chuẩn bị cái tư thế để mình đi ra con đường mình đi, bởi vì thời kỳ nó đã đến rất gần như rồi. Hãy đem yêu thương cho nhau và chuẩn bị giúp đỡ nhau bằng cái tình yêu con người thật sự. Chỉ có cái tình thương con người mới vượt qua được khỏi cái kiếp nạn này thôi con. Rồi đây, trong cái cảnh này, tôi không nói về chính trị với ai, nhưng mình nhìn cái cảnh mà chiến tranh chấm hết này kia nọ, rồi mùa màng thất bát này kia nọ, Việt Nam sẽ có một trận đói khủng khiếp lắm trên cả thế giới luôn nữa, chứ không phải riêng. Nhưng mà tất cả mọi người nếu đều đi rồi lui vào cái câu nó đi lui vào hết. Nhưng mà cái thời kỳ đội này con thấy như vậy, con biết con nằm một đêm á, mình ngủ một đêm thức dậy á, thì mình có biết mình có còn được biết cái giờ nào mình còn hay không. Nó đã biến chuyển rồi, cũng như những trận dịch bệnh vừa rồi. Dạ đúng rồi. Không thấy không là không ai ngờ tới luôn á. Rồi bây giờ cái hiện tại bây giờ mình đừng nên nghĩ cái giờ tôi phải ra, mình phải chuẩn bị để chuẩn bị đón cái đời sau này nó tốt đẹp hơn là đời Thượng Quân Thánh Đức. Chuẩn bị cái hành trang đặng bước qua cái thời kỳ khác hơn. Bỏ hết đi những cái gì mà gọi là nó ngoại ra, mình đã chuẩn bị cho mình cái hành trang nước tiền của này kia nọ, để mình cũng chỉ cho nó nhẹ đi, gọn bớt đi. Chứ cái chiếc thuyền Bát Nhã thì nó không có đáy, nhưng mà bây giờ nó nặng, mình đem theo nhiều quá rồi, gồng gánh nhiều quá rồi, bây giờ nó chìm mất. Như con thấy Đức Phật Di Đà đó đưa cái bàn tay xuống, thì con thấy là cái ý nghĩa của Đức Phật Di Đà nói gì. Đức Phật Di Đà nói là các ngươi hãy buông bỏ thì ta sẽ níu các ngươi lên. Đó là các con. Nhưng mà mình một tay thì nếu tay Đức Phật, mà tay kia thì nếu theo bao vàng, tay kia thì nếu theo nghĩa là vợ con này kia nọ. Mà vợ thì không phải là mấy ông làm lớn đó, thì nhiều vợ quá rồi, đông quá rồi, làm sao nếu nổi, nó nặng quá nó tụt. Đó là mình nói vui vậy thôi. Đó là gợi cái ý cùng. Bởi vì con nghĩ nếu như làm theo cái lời khuyên của ông á, bây giờ là không ham danh ham lợi nữa đâu, thì chắc khó tại vì ông mới đó Phật tổ đưa tay ra mà còn không chịu buông nữa mà. Lấy gì con với ông nói mà giống như là khuyên đài được. Bây giờ ông ơi, theo cái ông hiểu được cái kinh sách đó, cái này chứ không phải là tự ông mà ông nói ra được những cái chuyện mà ông cũng nằm trong cái học hỏi về cái kinh sách mà mình kinh nghiệm đó mình nói thôi. Thì cái chuyện mà sự việc nó diễn biến trong kinh giảng xảy ra đó, thì thiên cơ mỗi phút mỗi thay, mà lời thầy nói mà một phút là đã thay đổi rồi. Cái quyền quyết định cuối cùng là quyền của Thượng Đế. Thí dụ như bây giờ cái ông nào đó, bất cứ một cái ông nào mà nói tiên tri, nói về kinh nhân làm cái nọ, chỉ có đúng gì đúng chăng nữa cũng có 90% là hết cỡ rồi, còn 10% là có quyền quyết định của Thượng Đế. Dạ đúng rồi. Chứ không ông nào mà nói là tôi nói 100% được hết trơn. Mà cái ông mà nói được 80-90% là ông nói là khá lắm rồi đó. Cũng khá lắm rồi. Ông nói là thì con biết là trên như theo kinh giảng nói, thì cái giai đoạn này, sau giai đoạn này thì trên cái thế giới này đó sẽ có một cái trật tự lại, sẽ xây dựng lại cuộc đời trật tự lại, không còn bất công, không còn nghĩa là xã hội không còn nhau, không còn ấy, tất cả những cái gì đều cuộc đời sàng lọc hết. Kinh thầy nói là bây giờ bạc lộn với chị, ngày sau lọc lại với tì cũng chê nha. Bây giờ bạc lộn với chị ha. Ngày sau mà khi mà lập đời lại đó, chị dùng một nhít một tì giờ cũng chê nữa.
Ừ, dít nhỏ thôi cũng chơi luôn. Đó là mới sống được đời thượng nguồn thánh đức không? Đã nói là thượng nguồn thánh đức, cuộc đời đã thánh đức rồi thì đâu còn những cái chuyện mà lạc dạy như con nữa. Còn người, mọi người sống với tin với Phật không là nam cầu Phật nữ ước đông mà. Dạ. Ông cho con hỏi thăm nè, có cái cách gì mà đơn giản nhất á, mà để mình có được cái cuộc sống bình an không? Cách đơn giản nhất không? Thì cuộc sống bình an là mình phải biết trời Phật, phải biết quy về, phải biết làm người. Phải, con thấy ở trên đời này có ai mà đầu không đủ trời không? Yeah. Chân là đập đất thì trời là gì? Là thượng đế. Tất cả nội tôn giáo đều thờ thượng đế hết. Yeah. Đạo nào cũng là thượng đế. Thì thượng đế là trời có 36 tầng trời, mà thượng đế là cái người ở cao nhất, cái cú cương nhất. Mình thì có bên công giáo thì gọi Đức Chúa Trời rồi, nghe các đạo như Hồi giáo rồi, nó cũng kêu, nói chung là quy chung cũng là gọi là thượng đế hết. Yeah. Quy về đó hết, nhưng mà ta phân ra vậy, mẹ là mẹ mẫu, là địa mẫu. Thì cha mẹ là cao nhất. Yeah. Thì bây giờ mình là làm người sống trên đời, mình phải thờ cha mẹ, rồi mình phải làm theo những cái điều, lại sống theo cái điều phải là tu hiền, đừng có nên mỗi một người sống ở trên đời này thì cái chức năng của mỗi người thì coi như là trời thượng đế đó cho ai làm con người thì cũng sống ai nhau, nhiệm vụ của ai nên làm, đừng nên vì mình vì đồng tiền mà con thấy là chia rẽ phụ huynh. Có những người bây giờ trong cuộc sống xã hội sau này người ta tranh cưỡng đoạt, tranh chấp lẫn nhau, người ta vì tiền vì bạc mà tao quên hết cái con người hơn. Hơn nữa đi sâu hơn nữa đó, con thấy bây giờ so sánh với lại vào cái xã hội trước khi mà đất nước này là thay đổi sau trước năm 75, con thấy cuộc sống của con người ta như thanh niên hơn nữa, là học hành thế nào không biết, mà bây giờ càng giàu chừng nào càng ấy thì con cái còn đi vào cái chuyện mà gọi là loạn cầu cào hết, nó không còn thứ tự trật tự như nữa, không có còn tiên học lễ hậu học văn như ngày xưa như thời của ông nữa. Yeah. Con chú nói cái này thì chú xin phép không được nói nhiều quá. Yeah. Yeah. Như vậy là theo như lời của ông giải thì mình chỉ cần biết đủ thôi. Là mình có cái cuộc sống bình an ha. Rồi, sống đúng rồi, không phải. Dạ, con xin gửi lời chào ông ạ. Dạ, chào. Dạ, chủ. Ông cho con hỏi thăm nè, năm nay ông bao nhiêu rồi? 77 tuổi. Ông 77 tuổi rồi. Dạ. Mà sao ông lên đỉnh núi Liên Hoa Sơn, núi Tượng này nổi gì không? Khỏe lắm, ở bên núi Cấm, ông ở hồi tu bên núi Cấm, sáng ngày nào cũng mình cũng đi từ ở dưới trên nó quét lên dài theo đường cả cây số vậy đó, rồi mình đi riết hai cái giò này nó quen rồi. là thành ra ngày nào mà không có đi làm như nhớ vậy đó. Là ông ở núi Cấm hả? Dạ, núi Cấm. Rồi ông qua đây được mấy ngày rồi? Mới qua hồi 9-10 giờ hôm qua. 9-10 giờ hôm qua. Rồi lên đây rồi ông ở đâu? Trên chỗ cái khúc khúc cái trong đá đó, chỗ cái chỗ đó trong hang không? Trong hang. Hang ơi. Không phải hang nhưng mà đi vô cái đường chen theo kẻ đá rồi vô trong đó nó có cái trời có cái dầu đá ra. Có dầu đá rồi có cái người ta cất có cái nhà cũng là ngon ha. Con thấy con quay về con chú chỉ cho. Ông mà sao ông có cái bí quyết gì không mà năm nay ông 77 tuổi rồi mà sao con lên còn không nổi nữa đó? Mà sao mà ông lên đây nổi hay vậy? Ông có bí quyết gì không? Không có bí quyết gì hết. Thứ nhất là mình sống thanh tịnh. Sống thanh tịnh. Sống thanh tịnh là một. Cái thứ nhì nữa, mình tập cho mình có thói quen là ví dụ như đúng bốn tụng kinh đọc dạng cái giờ nào mình làm việc lao động giờ nào này kia nọ, đừng có lù lì. Thí dụ như công phu khuya 4 giờ. 4 giờ khuya? 4 giờ khuya là công phu tụng lăng nghiêm. Rồi mình để đồng hồ mà trước 4 giờ, 3 giờ rưỡi là mình để báo thức rồi. Yeah. Thức dậy vệ sinh răng miệng sạch sẽ rồi bắt đầu áo quần thay vô là đúng giờ lên đèn giọng chuông ngọn mọi thông tin. Đừng có nên ngủ mà là mình đi lạnh quá cái mình
mình thôi ráng chút nữa thì mất tiêu chắc nó ngủ ngon à. Cho nên là mình làm cho mình có cái thói quen vậy rồi mình đi lao động cũng vậy. Ví dụ như mình sáng ra mình phân cái giờ đó tụng kinh xong rồi đó, thì cà quê cà pháo hay ăn cháo hay là chút xíu rồi gì đó lại sáng xong rồi đó mình lo đặt cho cái giờ là hồ chú ở bên có cánh 7 giờ đó là bắt đầu là sương mù trừ ra nó mưa dầm thì thôi. Dạ. Còn hãy sương mù thì sẽ kệ, mặc dù là lạnh thì 7 giờ là khoác chổi là bắt đầu cứ đi ra công việc là tiến hành rồi quét. À, thì nó, dạ, cái thói quen như vậy thì chân cẳng mình nó quen rồi. Với lại có thời gian gần đây thì chú dùng cái thứ ngải của Liên Hoa Sơn à. Cái ngải hội đó thì chú thấy là cái ngải hội đó nó rất tốt, nó rất tốt, có cái hiệu quả lắm, nhưng mà uống vô nó ấm người. Là cái ngải của Liên Hoa Sơn là ông dùng cái ngải đó là bao nhiêu năm rồi? Không, mới dùng đây thôi, mới chưa được 2 tháng đây à. Vì hồi đó chú không có biết, rồi từ khi mà chú coi trên YouTube ở bên Cấm đó, yeah, chú coi trên YouTube đó thì người ta giới thiệu Liên Hoa Sơn rồi có ngải vậy đó, rồi chú cũng chưa mà thì có được tin nữa, rồi cái mấy cái người mà người ta đi lên tham quan trên núi Cấm đó, rồi người ta hỏi chú viện để bệnh hoạn thuốc thang này kia nọ, người ta thấy mình tu hành, người ta hỏi thăm coi chú đúng biết rồi. Còn thấy ông 77 tuổi mà sao ông lên trên đỉnh núi thấy mình vậy? Đi quét lộ đồ khỏe quá, dạ, rồi người ta hỏi thăm thì mình cũng nói là chú có gì, rồi người ta hỏi thăm viên thuốc rồi chú mới nói là giới thiệu cho người ta thấy, thì người ta mới chỉ cho chú đi qua, chú liên hệ với cái nhà thuốc Liên Hoa Sơn ở dưới chân núi này nè. Ở dưới chân núi hay ở dưới cái đường đi lên này mà trước khi mình nó có hai đường, cái đường tại nhà Liên Hoa Sơn nó cũng đi lên trên này được, yeah, mà cái đường chỗ đường lên núi tượng này cũng lên đây được. Là ông dùng á, khi mà ông dùng á là ông thấy cái cơ thể ông thay đổi như thế nào không? Dùng nó thì theo ông nhận định á thì nó có một cái chất gọi là kháng sinh rất là cao. Kháng sinh rất là cao. Bởi vì ông nghĩ như vậy nè, ngày xưa đó ông làm như là ông bị cái bệnh mà nó nhức đầu là cả cỡ mười mấy năm đó, yeah, mũi nước nó chảy là lòng lòng mà đi, người ta nói là dinh son gì đó, đi tới với thầy bác sĩ thì khám bệnh thì nó cho uống tùm lum tùm la rồi nhiều năm lắm rồi cũng không có hết, yeah, mà nó cứ thấy trời lạnh cái là nó nhức đầu mà mũi nước nó chảy lòng lòng vậy nè, yeah. Nhưng mà từ khi ông uống cái ngải ngải hội đó thì coi như là nó một thời gian khoảng chừng cỡ hơn nửa tháng lượt đầu thì tự nhiên nó mất tiêu chứ nó không biết đầu, mà nó lại thấy trong người mình nó nhẹ hẳn lên, mà nó không chảy mũi nước nữa, mà cái tinh thần của mình nó tỉnh táo hơn, yeah. Nó thấy rõ cái đó là mình thấy nó có kết quả rõ ràng như vậy, yeah. Như cái bệnh đau bao tử mà nó trào ngược đó là trào ngược dạ dày là có nó khó chịu lắm nhau, nó bị nước cựa làm như là thỉnh thoảng cái nó bị trào lên, cái ăn cái nó không tiêu, cái nó thượng lên cái một cái mình nó mắc nghẹn, yeah. Mà ăn cái này là nó mất việc, không có nó nữa, ăn wow. Nữa. Yeah. Có nghĩa là một ngày ông dùng bao nhiêu cử? Thì theo cái hướng dẫn của nhà thuốc đó, thì cho uống một ngày ba gói nhỏ. Sau bữa ăn sáng thì uống một gói, rồi ăn cơm trưa uống một gói, ăn cơm chiều uống một gói sau khi ăn. Dạ. Cũng hay quá ha, chắc chút nữa con ghé dưới con cũng hốt về đặng cho cha với mẹ con uống. Cha với mẹ vợ con cũng lớn tuổi rồi, 60 mấy rồi mà hay bị cái trào ngược dạ dày á, nhức đầu như ông nói, chóng mặt đó. Rất tốt, rất tốt. Còn mấy cái khác thì mình nó diễn biến nó nhiều thứ thì mình không có, bởi vì mình không có đặt cái bệnh đó cho nên mình cũng chưa có biết rành gì đâu đó. Vậy là không biết à. Ông giới thiệu cho những người khác đó, ông chỉ cho người ta, chứ gì mấy người như mấy cô mà đi ở Hàn Quốc rồi đi về, người ta lên trên núi người ta giếng đó, dạ, rồi người ta có như bệnh gọi là u nang, u khối u mà nó hạch này nè, dạ, như lại cái u cổ mà u bướu mà nó mới nó con nhỏ nhỏ thôi, dạ. Như mấy người ta bị thạch
Đồng u mà nó còn nhỏ nhỏ là người ta cũng hỏi thăm để kiếm thuốc trị. Coi như là mới chớm khói u, mới chớm đó. Cái đó thì có bệnh người ta, nhưng mà còn mấy người mà lớn nữa thì mình không biết là con thời gian chắc nó cũng hết, nhưng mà nó phải lâu dài hơn. Còn mấy cô ông chỉ làm sao? Chỉ uống, người ta uống rất tốt cho nên người ta mới gửi về kêu ông chỉ địa chỉ rồi người ta truyền ra cho uống đó. Vậy là con biết rồi, như vậy là ông có cái bí quyết mà giống như là 77 tuổi rồi mà ông còn đi lên từ ở dưới chân núi của Liên Hoa Sơn mà ông đi lên đỉnh núi nổi. Vậy là con biết bí quyết của ông rồi. Quải theo hai bị đồ, một bịch đồ quần áo này kia nọ là khoảng chừng cỡ 7-8 ký là nọ cái quần áo không á. Còn đồ lặt vặt tiêu dùng chẳng hạn như là đèn pin rồi chuông mỏ nhỏ nhỏ này kia nọ, ba cái đồ lặt vặt tiêu dùng đi các đồ đó là khoảng 10 ký nữa. Nói chung là như khoảng chừng 20 kg nữa. Mà hai cái sách, một sách đó thì mang da, một cái này sách trong tay, hai cái túi nhỏ nhỏ vậy. Nãy ông biết sao, hồi nãy tự dưới núi con lên đó, còn con nói thiệt với ông ha, là con dừng lại khoảng 20 chập. Ông dừng mấy chập? Đi từ đó lên tới cái dốc mà nó lên hơi đứng á. Rồi mới đi mình sang dọn đường hoài không biết, thành ra mới bỏ đồ xuống mới đi không lên dọn coi rằng mà biết cái đường để theo cái đường mòn, mình nghĩ là chỗ nào người ta đi dấu chân nhiều là cái chỗ đó là cái người ta đi cái đường đó. Rồi mình nhảy một chập rồi cái bò lên cái đi một mắt lên tới cái có cái chòi á, chòi dưới đường rồi mà có cái chòi uống nước dưới đường đó, lên tới đó nằm nghỉ uống một chai nước. Rồi uống xong một chai nước rồi quất một tặng một đi tới lên đây luôn. Có hơi một à. Dạ thưa diễn giả, một ông lão năm nay đã 77 tuổi rồi, hiện tại thì Ngôn cùng với ông đang ở trên đỉnh núi Liên Hoa Sơn, thì cũng tình cờ thưa diễn giả, Ngôn cũng gặp ông trên đây nè, rồi Ngôn cũng hỏi thăm trò chuyện thôi, thì mới biết được là ông dùng cái loại thuốc là thuốc nhảy của Liên Hoa Sơn, là thuốc núi quý vị nhá, thì có được cái sức khỏe như vậy nè quý vị nhá, loại từ ở dưới chân núi mà lên đây chỉ nghỉ có một hơi thôi, Ngôn thì tới 20 chập quý vị nhá. Thật sự hay là do con hơi nặng ký không? Thật như là con đi lên núi chưa có quen, thành ra mình còn như là mà ông có một cái này là ông nói cái chuyện mà thực tế chứ không phải là mình không có dám rồi ngay. Cái người mà ăn tương á, cái mà lâu ngày chừng nào á, cái cơ thể của họ nó nhẹ nhàng mà nó không có bị cái tim áp lực của cái tim của mình nó không có bị nặng nề lắm, cho nên nó không có cao máu, cho nên mình đi lên đường xa hay là đi đường ngắn á thì nó không có bị cái huyết áp, nó không có bị gia tăng, cho nên người ta đi nó khỏe lắm. Vậy là ông ăn chay trường hả? Ông chay trường lâu rồi, con mấy gần 20 năm rồi. Ông cho con hỏi thăm nè, ông ở bên núi Cánh ông mới qua đó, nhưng mà con không biết rằng cái trận mà núi lở rồi đá chạy đá lăn đó không, là cái trận đó là ông hay không? Bữa đó ông có ở đó không? Có ở trên đó, nhưng mà nói chung là đầu tiên ít đó, không nó trời cũng mưa, nhưng mà mưa cũng lớn nhưng mà cũng không lớn một cách gọi là đặc biệt lắm. Cũng bình thường như các năm khác thì cũng thường hay xảy ra trận mưa vậy thôi. Nhưng mà lúc bây giờ cái cơn bão đó là họ mưa liên tục luôn. Mưa liên tục nhưng mà không phải là mưa lúc nào cũng mưa, nhưng mà có thể một lát cái là mưa ầm rồi giảm bớt, rồi mưa nhẹ tới rồi một hồi cái mưa nữa, làm như là trời mưa dầm mà cơn bão nó đổ nhiều, sấm chớp nổ gì đó đúng không? Nhẹ cũng không có nổ gì bao nhiêu, sấm chớp thì cũng bình thường như các năm khác vậy thôi, chứ nói hình thức rằng mình coi như là cũng không có gì gọi là mà cái gì khác biệt hết, coi như là y như là cũng như trời mưa thì mưa rồi có sấm nổ sấm chớp thì nổ vậy thôi. Nhưng mà đặc biệt có cái vào cái lúc đó thì ông muốn nhớ rõ là như ban đêm. Đêm là nhờ nước cũng phải không gì đó thì nghe có cái tiếng nổ, mà nổ cái tiếng nổ này á, nó nổ không phải nổ ở trên, mà nổ cái tiếng nổ là nổ âm ở dưới đất. Nghe cái tiếng nổ mà nổ nó rền ở dưới đất á, nghe cái tiếng nổ mà cái tiếng nổ nó làm như là nó
nó chuyển chuyển vậy đó, nghe nó rung 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 rung, người nó khác hơn cái tiếng nổ bình thường vậy đó, chứ không phải là tiếng nổ từ trên, không phải tiếng nổ từ ở trên trời mà nổ xuống, không phải là sét nó xuống ở trong trong núi bùng lên, ở dưới núi cái tiếng âm nó nổ ở dưới lên thì lớn không, không? Lớn lớn nhưng mà lớn bằng cái cách là nó không phải là nó nổ phình lên nghe, nó nổ âm nó rền đó, nó rền, nó rền nghe nó rền xa lắm, xa lắm, người có thể người người ta cũng vẫn nghe vẫn biết, nhưng mà lúc đó mấy giờ không? Không nhớ nữa, tầm tầm khoảng khuya chưa? Khuya rồi đó, cũng phải là khoảng 11 giờ hay gì đó, hay là bị gì lúc trời mưa rồi, trời nó lạnh rồi, cái nhà ở bên điện Thái Hoàng Thiên rồi, cái nhà xung quanh nó kín không à, rồi nó mà bịt bùng hết trơn, mình không có không biết gì rồi đèn nó tắt. Là ông ở trong điện Hoàng Thiên ha? Điện Thái... mà ông còn kính như vậy mà ông còn nghe cái tiếng vang nổ lên nữa đó, nghe tiếng ông ở dưới nó thì sáng ra luôn không? Rung mà rung nhẹ thôi chứ không phải là rung cái kiểu động đất mà lắc nhiều. Giống như là mình cảm nhận được, cảm nhận được là như cái tiếng mà rung mà không biết là cái tiếng mà nghe cảm nhận được như vậy, mà cả cái vùng núi vậy là cái nụ dữ lắm rồi. Nó nặng lắm. Chứ không phải là nó rung mà cái kiểu như động đất mà nó lắc sàn như vậy. Cái đó là giống như là cái vật nhẹ thì có thể là lắc sàn được. Còn cái núi thì nó bự quá mà nó rung như vậy là cái tốc độ của nó dữ lắm. Nó chỉ có nghe mình biết rằng cái tiếng nó rền, nó rung vậy đó. Là mình biết cái này là từ sáng ra. Trước đó có điểm gì lạ không? Không, cũng bình thường, nhưng mà người sáng ra đó là mới có cái chuyện mà gọi là người ta ấy với nhau rồi mới cùng nhau rồi mới cái người ta đi mừng này mừng kia đi lên đẩy lên bụng nữa, người ta mới phát hiện được cái đường sụp. Cái đường sụp dài xong nó dài mà dài nó cái núi này nó xè xuống một đường, nó sụp xuống là chài xuống một đường, vài cái vách ra tắn tác lên mà dài giống như là nó tắt cái núi ra vậy đó. Nhưng mà nó không có tắt ra, nó làm như con cái làm như cái đường hổ vậy, nó sụp chài dài lên, nó sụp sụp xuống hộp như từ cái mí mà đất bình thường ở như thế này. Cái mí này nó tụt xuống này, là cái khoảng cách này từ nay trong khoảng mấy thước đó. Dưới nhiều lắm à. Bỏ cái mí đất đó là còn cái nó thành làm thành một cái vách như là vách tường vậy. Nó tụt xuống rồi cái mép bên đây sụp như vậy nè, thì nó lở dài còn ở ba thê ở ba thê thì nó nổ, mà mấy bữa sau thì nó nổ một cục đá văng xuống nằm ở giữa lộ ra đó, rồi mới có một cái điều là tại sao cục đá nó bữa trước nổ văng nằm đó, qua bữa sau nổ thêm cục nữa nằm kế đó. Lucky. Có nghĩa là sấm nó đánh ngay cục đá không? Cũng không biết sấm đánh hay là tiếng nổ, không tiếng nổ lên chứ nổ lên nổ rồi lên. Có cục đá ngay đó nổ văng lên cục đá bay ra ở dưới không? Ở dưới đất nổ cục phật lên. Chứ không phải là sấm đánh vậy trúng cục đá mà văng đi, không phải như vậy. Có nghĩa là cục đá đang đứng yên ở dưới dưới đất như vậy, bắt đầu cái hơi tống lên bay cục đá văng qua cái chỗ mà cục đá nằm trước ra nằm nửa đường. Ra nằm nửa đường vậy, chặn đường không cho lên luôn không? Rồi cái qua ngày hôm sau lại nổ thêm cục nữa, chặn cục đường, chặn cục kế bên đó nữa. Làm như là chê còn nhỏ chưa kính rồi sao chồng kính cục nữa, giống như là còn đi lên được hay gì đó nha. Theo như ông cho con hỏi thăm nè, ông là người tu tập ở trên núi á, cũng khá là lâu đó không? Ông cho con hỏi thăm á, với cái điều lạ, cái điềm lạ nó xảy ra như vậy đó, theo như ông á thì ông liên tưởng đến là người chư thần muốn gợi ý điều gì đó? Thì cái này á, nếu mà ai có tìm hiểu về cái kinh giảng của Đức Thầy và tất cả những cái giảng kinh nói về tiên tri, về sấm của từ thời Trạng Trình cho đến năm thời chuyển kiếp của Phật Thầy Tây An, rồi nói chung là Đức Bình Phú Sổ là Đức Thầy, thì Ngài nói tiên tri về cái điểm này rất là lâu rồi. Nhưng mà đây là cái
theo cái sự hiểu biết của Liên Ông mà về nghiên cứu về giảng kinh sấm giảng, sấm giảng thì đây là cái hiện tượng của cái đời mạt hạ này, là sau khi mình núi cấm nổ ra sau 3 tiếng sấm thì đền vàng địa ngọc núi cấm lộ ra. Nhưng mà đây là đó là trong tâm linh, nhưng mà thực tế rằng bây giờ con thấy gợi cái ý như vậy thì con thấy rằng là người ta có nhìn thấy rằng tới hay chưa hay là thế nào thì tùy mỗi người mà đó. Nhưng mà những câu kinh giảng nói đó, nó đã tới rồi. Yeah. Tới rồi là cái chỗ như thế này, thầy nói là ngày nhìn xem ngoại quốc thể thảm thê, an nam cảnh khổ cũng kề một bên. Yeah. Yeah. Thì bây giờ mình đã mình nói nhìn thôi, mình nhìn từ hôm mà từ năm mà dịch bệnh đến bây giờ con thấy là xác người chết có phải là chất thành núi được không? Dạ đúng. Rồi. Con gom lại đi rồi con thấy chiến tranh những cuộc diện hay tất cả những người thiên tai động đất rồi bây giờ đến các khối nước nó đóng nhau. Nhau rồi con tính nó sử dụng cái quả tiễn chất độc chất độ. Nếu mà bây giờ cuộc chiến này mà nó xảy ra đó thì coi như là có thể là cái cuộc chiến này là lời kinh Phật thầy nó không sai. Nhưng mà bây giờ thì trong cái giới hiện tại thì chúng ta con là mình không thể nào mình nói được, bởi vì cái vấn đề ai mỗi người giảng kinh đã năm từ khi sấm truyền lời dạy đã 500-600 năm nay rồi. Yeah. Rồi đến bây giờ là lời Phật thầy cũng mấy trăm năm rồi, bây giờ đâu có còn không nghe nữa thì thôi chứ đâu có còn đâu có còn mà những gì nữa. Mà bây giờ thời kỳ bây giờ máy móc tối tân, con thấy câu chuyện gì chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ thì cả thế giới người ta đều biết hết rồi. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ con thấy là nó cứ nhìn vô cái thế giới hiện tại mà mình biết rằng cái sự việc lời kinh giảng nói có hay không hay là ngày nào đó thì tự nhiên mình sẽ nhận ra nó hiện ra rõ ràng hết rồi. Dạ. Đúng không? Như cái câu kinh của trong kinh giảng của thầy cũng nói rằng rồng mèo vừa lui thì rồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau. Con thấy khắp hoàn cầu ngày nay có thuận không? Dạ không. Đó khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau thì An Nam sẽ nhuộm máu đầu. Ừ. Người ta bị trước hết rồi mới tới mình, cho nên là cộng với lại cái câu nữa là con mới thấy như thế này nè, khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau là thế giới thứ ba nó ra nổ ra. Dạ. Mà thế giới thứ ba nổ ra thì Đức Thầy về để mà Đức Thầy mới dẹp nổi cái đám này, qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn đầy sông. Dạ. Thì lúc đó Đức Thầy về đó. Dạ. Đó. Nhưng bây giờ hỏi chú gì chứ, chừng nào Đức Thầy về chú biết, nhưng mà chú không dám nói được. Sao vậy ông? Vì không cho phép. Tiên cơ bất khả lộ. Không phải là tiên cơ bất khả lộ, lộ hết rổ hết rồi. Nếu nói là nói cái này ra thì người ta dạ. sẽ đặt thành vấn đề người ta tìm chú ngay. Dạ. Ông cho con hỏi thăm nè, như vậy là đối với ông á, bây giờ quý vị khán giả nè, cũng như là quý bà con nè, mà muốn có cái cuộc sống mà bình an nhiên tự tại á, thì ông có cái lời khuyên gì dành cho quý vị không? Thì riêng cá nhân của ông á, thì ông không có cái lời khuyên gì hết, nhưng mà đây á, thì ông chỉ có cái xin là xin quý vị nên tĩnh tâm và quý vị hiểu rằng là vào cái giai đoạn này á, đừng nên tính chuyện gọi là kinh doanh nhà lầu xe hơi ruộng đất cao sang gì nữa hết. Xin mọi người đình chỉ, hãy chuẩn bị cho mình một cái chuẩn bị cái tư thế để mình đi con đường mình đi, bởi vì thời kỳ nó đã đến rất gần rồi. Hãy đem yêu thương cho nhau và chuẩn bị giúp đỡ nhau bằng cái tình yêu con người thật sự. Chỉ có cái tình thương con người mới vượt qua được khỏi cái kiếp nạn này thôi con. Đây, trong cái cảnh này, tôi không nói về chính trị với ai, nhưng mình nhìn cái cảnh mà chiến tranh chấp hết này với nọ rồi mùa màng thất bát này, sẽ có một trận đói khủng khiếp lắm trên cả thế giới luôn nữa, chứ không phải riêng. Nhưng mà tất cả mọi người nếu đều đi rồi lui vào cái câu nó đi lui vào hết. Nhưng mà cái thời kỳ đội này
con thấy như vậy, con biết con nằm một đêm á, mình ngủ một đêm thức dậy á, thì mình có biết mình có còn được, biết cái giờ nào mình còn hay không. Nó đã biến chuyển rồi, cũng như những trận dịch bệnh vừa rồi. Dạ đúng rồi. Không ai ngờ tới luôn á. Rồi bây giờ, cái hiện tại bây giờ, mình đừng nên nghĩ cái giờ tôi phải ra, mình phải chuẩn bị để chuẩn bị đón cái đời sau này nó tốt đẹp hơn là đời Thượng Quân Thánh Đức. Chuẩn bị cái hành trang đặt mình bước qua cái thời kỳ khác hơn. Bỏ hết đi những cái gì mà gọi là nó ngoại ra, mình đã chuẩn bị cho mình cái hành trang nước tiền của này kia nọ, để mình cũng cho nó nhẹ đi, gọn bớt đi. Chứ cái chiếc thuyền Bát Nhã thì nó không có đáy, nhưng mà bây giờ nó nặng, mình đem theo nhiều quá rồi, gồng gánh nhiều quá rồi, bây giờ nó chìm mất. Như con thấy Đức Phật Di Đà đó đưa cái bàn tay xuống, thì con thấy là cái ý nghĩa của Đức Phật Di Đà nói gì. Đức Phật Di Đà nói là các ngươi hãy buông bỏ thì ta sẽ níu các ngươi lên. Đó là các con ấy. Nhưng mà mình một tay thì nếu muốn nếu tay Đức Phật, mà tay kia thì nếu theo bao vàng, tay kia thì nếu theo nghĩa là vợ con này kia nọ, mà vợ thì không phải là, mà mấy ông làm lớn đó thì nhiều vợ quá rồi, đông quá rồi, làm sao nếu nổi, nó nặng quá nó tụt. Đó là mình nói vui vậy thôi. Đó là gợi cái ý cùng, bởi vì con nghĩ nếu như làm theo cái lời khuyên của ông á, bây giờ là không ham danh ham lợi nữa đâu. Thì chắc khó tại vì ông nói đó, Phật tổ đưa tay ra mà còn không chịu buông nữa mà. Lấy gì con với ông nói mà giống như là khuyên đài được. Bây giờ ông ơi, theo cái ông hiểu được cái kinh sách đó, cái này chứ không phải là tự ông mà ông nói ra được những cái chuyện mà ông cũng nằm trong cái học hỏi về cái kinh sách mà mình kinh nghiệm đó mình nói thôi. Thì cái chuyện mà sự việc nó diễn biến trong kinh giảng xảy ra đó, thì thiên cơ mỗi phút mỗi thay, mà lời thầy nói mà một phút là đã thay đổi rồi, cái quyền quyết định cuối cùng là quyền của Thượng Đế. Thí dụ như bây giờ cái ông nào đó, bất cứ một cái ông nào mà nói tiên tri, nói về kinh nhân làm cái nọ, chỉ có đúng gì đúng chăng nữa cũng có 90% là hết cỡ rồi, còn 10% là có quyền quyết định của Thượng Đế. Dạ đúng rồi. Chứ không ông nào mà nói là tôi nói 100% được hết trơn. Mà cái ông mà nói được 80-90% là ông nói là khá lắm rồi đó. Cũng khá lắm rồi. Ông nói là thì con biết là trên như theo kinh giảng nói, thì cái giai đoạn này, sau giai đoạn này thì trên cái thế giới này đó sẽ có một cái trật tự lại, sẽ xây dựng lại cuộc đời trật tự lại, không còn bất công, không còn nghĩa là xã hội, không còn còn ấy, tất cả những cái gì đều cuộc đời sàng lọc hết. Kinh thầy nói là bây giờ bạc lộn với chị, ngày sau lọc lại với tì cũng chê nha. Bây giờ bạc lộn với chị ha. Ngày sau mà khi mà lập đời lại đó, chị dù một nhít một tì cũng chê nữa. Một nhít nhỏ thôi cũng chê luôn. Đó là mới sống được đời Thượng Quân Thánh Đức. Con đã nói là Thượng Quân Thánh Đức, cuộc đời đã Thánh Đức rồi thì đâu còn những cái chuyện mà lạc dạy như con nữa. Còn mọi người sống với tiên với Phật không, mà nam cầu Phật nữ rất đông mà. Ông cho con hỏi thăm nè, có cái cách gì mà đơn giản nhất á mà để mình có được cái cuộc sống bình an không? Cách đơn giản nhất đó không? Thì cuộc sống bình an là mình phải biết trời Phật, phải biết quy về, phải biết làm người. Phải con thấy ở trên đời này có ai mà đầu không đủ trời không? Chân là đập đất, thì trời là gì? Là Thượng Đế. Tất cả mọi tôn giáo đều thờ Thượng Đế hết. Đạo nào cũng là Thượng Đế. Thì Thượng Đế là trời có 36 tầng trời, mà Thượng Đế là cái người ở cao nhất, cái cuối cùng nhất. Mình thì có bên công giáo thì gọi Đức Chúa Trời rồi, nghe các đạo nhà Hồi giáo rồi nó cũng kêu, nói chung là quy chung cũng gọi là Thượng Đế hết. Quy về đó hết. Nhưng mà ta phân ra vậy, mẹ là mẹ mẫu, là địa mẫu, thì cha mẹ là cao nhất. Thì bây giờ mình là làm người sống trên đời, mình phải thờ cha mẹ, rồi mình phải làm theo những cái điều, lại sống theo cái điều phải là tu hiền, đừng có
mỗi một người sống ở trên này thì cái chức năng của mỗi người thì coi như là trời thượng đế đã cho ai làm con người thì cũng sống ai nhau, nhiệm vụ của ai nên làm, đừng nên vì mình vì đồng tiền mà con thấy là chia rẽ phụ huynh. Có những người bây giờ trong cuộc sống xã hội sau này người ta tranh cưỡng đoạt tranh chấp lẫn nhau vì tiền vì bạc mà tao quên hết cái con người hơn. Hơn nữa đi sâu hơn nữa đó, con thấy bây giờ so sánh với lại vào cái xã hội trước khi mà đất nước này là thay đổi sau trước năm 75, con thấy cuộc sống của con người ta như thanh niên nó nghĩa là học hành thế nào không biết, mà bây giờ càng giàu chừng nào càng ấy thì con cái còn đi vào cái chuyện mà gọi là loạn cào cào hết, nó không còn thứ tự trật tự như nữa, không có còn tiên học lễ hậu học văn như ngày xưa như thời của ông nữa. Yeah. Con chú nói cái này thì chú xin phép không được nói nhiều quá. Yeah. Yeah. Như vậy là theo như lời của ông giải thì mình chỉ cần biết đủ thôi. Là mình có cái cuộc sống bình an ha. Rồi, sống đúng rồi, không phải. Mọi người đều yêu thương lẫn nhau và san sẻ cho nhau để mình có cái cuộc sống mà cho nó qua cái giai đoạn này. Bởi vì cái mình phải nhận định như thế này, đời này là đời mạt pháp, cuộc sống này là cuộc sống tạm bợ mà thôi. Yeah. Chứ cuộc sống vĩnh viễn của ta là cuộc sống ở ngày cuộc cõi đời sau. Yeah. Còn tại thế này á, là đời thượng nguyên, sau lập lại đời thượng nguyên như tuổi trẻ, như cái tuổi trẻ như các ông các cháu á, thì là rất là nên quay về được để hưởng cái đời thượng nguyên thánh đức đó. Yeah. Còn như tuổi như cũ bây giờ nó tuổi này thì biết nếu có trời Phật có cho được sống mà đến lập được cái đời được nữa đó, mà chú nghĩ rằng được, nhưng mà khi bước qua đời đó rồi đó thì mình cũng là một chứng nhưng mà cũng đi về khác thôi, có không được là nó không phải. Dạ. Thì nói chung là trong ngày hôm nay thì con gặp được ông thì con có được hai cái ý nghĩa. Cái thứ nhất, điều thứ nhất thì thông qua ông con biết được là một cái bài thuốc. Đó chính là bài thuốc Liên Hoa Sơn. Thật sự là trong người ông có giống như là có thay đổi từ khi mà dùng thuốc không ông? Có. Nói thiệt nha. Nói thiệt, bởi vì mình thấy con người mình nó mình có một cái sức khỏe thì mình thấy nó cuộc sống mình nó cái tinh thần của mình nó mới nó thoải mái thoải mái rồi. nó còn đại hơn một cái con không. Với lại mình khi mình có cái sức khỏe rồi thì mình thấy nhận thấy cái thứ nhất là mình ăn uống nó cũng biết ăn uống nó biết ngon hơn miệng hơn ngon miệng hơn. Mặc dù là mình ăn cái gì nữa mình không ăn ngon miệng hơn mà là hồi nãy ông nói với con là ông hết cái căn bệnh gì ông thấy bệnh viêm xoang mà lâu ngoài đó là cái viêm xoang nè viêm xoang với lại cái bệnh trào ngược mà dạ dày nó trào ngược dạ dày là giống như là đau bao tử rồi đó. Không biết bao tử mình có đau hay không mình biết, mà mình ăn cái gì vô cái nó trời tối nó hơi lạnh cái lót đầu là nó không tiêu mà nó thượng lên không mà nó trượng lên rồi nó bắt nó không tiêu rồi nó bắt trụ nó đau rồi nhiều khi nó đau mà thôi chết rồi nó thượng lên đó. Từ cái lúc mà ông dùng thuốc đó cho tới cái lúc mà ông hết cái căn bệnh đó là khoảng bao lâu không? Khoảng nửa tháng. Có nửa tháng thôi à? Khoảng nửa tháng. Ồ, quá tuyệt vời vậy ta. Chàng ơi, bữa nay nửa tháng là thấy mất cái vụ mà viêm xoang với mà viêm xoang lâu rồi nha, chứ không phải là mới đâu. Như là vô phương rồi đấy. Mà đó là mất cái viêm xoang đó, hết cái bệnh đó là hai cái đó là thấy trước mắt. Còn hai cái đó là nó nhẹ dữ lắm rồi. Còn ba cái đau nhức xương khớp về thì mình chắc mình cũng nó cũng có chuyển biến đó, nhưng mà cộng với lại cái công việc mình quen hồi ngày mình đi làm nữa thì nó khỏe hơn cho nên mình bây giờ mình có nghĩa là ông vừa dùng thuốc mà ông vừa lao động chút đỉnh giống như tập thể dục vậy ha. Là nó mau khỏe không ha. Hồi nãy con nghe nói hình như là tăng đề kháng đúng không? Nắm không? Cái chất thuốc đó nó có một cái đề kháng rất là mạnh. Yeah. Làm như là nó chống lại các cái nó mới diệt được những cái bệnh mà nan y mà như chẳng hạn như ung bú ung cổ này cái nọ đó. Ồ, hay quá. Cho nên là nó từ từ vậy chút nữa
chắc con phải ghé nhà thuốc mới được để ông biết sao. Tại vì con có quý vị khán giả nè, quý vị khán giả của con lớn tuổi cũng có khá là nhiều, cũng có là quý vị khán giả trung bình nữa, nhưng mà thường hay gặp phải những cái tình trạng giống như cơ thể mà ông nói đó, mà quá chèn là thuốc luôn, nhưng mà không có, giống như là không có hiệu quả không. Nhưng mà theo như là kể của ông chắc con nghĩ hiệu quả à. Nội cũng nhìn sức khỏe của ông thôi là cũng mê. Ông nói là cái trước đây đó, ông dùng thuốc tây cũng nhiều lắm, cứ già rồi đi lãnh bảo hiểm mà. Nó làm cho bọc này qua hết bọc kia, bọc nội cho nên rồi đôi khi uống nhiều thứ quá rồi nó đau, rồi ông cào cào rồi uống nhiều thứ quá rồi không biết, thì cái thuốc tây nó làm cho mình sợ nó luôn, uống vô nó quậy thêm. Đúng rồi, hết cái này nó tới cái kia không hả? Nó quậy thêm rồi, cuối cùng mình sau thời gian mà dùng cái uống cái thuốc này thì thấy người nó khỏe luôn. Bỏ thuốc tây rồi bảo hiểm thì cho tao bỏ cả đống người ta không có uống đấy nào được. Thật sự ngày hôm nay á, khi mà con biết được cái thứ nhất là về cái loại thuốc mà ông giới thiệu với con với Yên Giá nè, là cũng rất là hay. Rồi ngoài ra con nghe được ông cho mấy con với vị khán giả nè, những lời tâm sự đó, về Phật pháp, chia sẻ về Phật pháp không, thật sự nghe con rất là thích ông luôn. Khán giả bữa con ghé thăm ông quá, ông định ở đây bao lâu? Thì nếu mà có hữu duyên thì cứ chừng nào, nhau nữa hả? Chừng nào mà ơn trên mà không cho ở nữa thì mình mới tính đi đường khác. Dạ. Thôi nhưng mà con cố gắng tranh thủ, tranh thủ cái thời gian gần nhất, ghé thăm ông một dịp, cái ông cháu mình lúc đó trò chuyện tiếp về Phật pháp phải không nha, để cho quý vị khán giả cũng được lắng nghe những cái lời tâm sự từ ông nữa nha. Thì nói chung á, thì ngày hôm nay nè, lên trên núi thì là cũng đủ duyên con gặp được ông á, con cũng có một chút cái tấm lòng con gửi cho ông dùng bữa cơm chay. Ông ở trên này cũng dạ không thì ăn dẫn này ăn cho con vui. Nhận như con thì vui con dạ. Nó không kịp nhưng thôi ông có một cái câu gì nhỏ ta sẽ bây giờ mẹ con có cái máy mở ra tao bắt tôi ca cho tôi tặng cho con một hai bản nhạc nói về nào như là hiếu đạo làm người ơn cha nghĩa mẹ vậy đó. Dạ. Okay. Vậy để dịp sau không ha. Dịp sau ha. Con cũng cảm ơn ông nha. Con ở trên kia nhưng mà bây giờ mình đi lên mình nghe xuống nó lâu quá. Dạ dạ. Dạ rồi. Thưa diễn giả thì vừa rồi á ngôn cùng với ông nè, có trò chuyện cùng với ông nè thì cũng có phát hiện được là ông là năm nay đã 77 tuổi rồi mà có thể di chuyển từ ở dưới chân núi của cái đỉnh núi Liên Hoa Sơn hay còn gọi là núi Tượng của Uyên Gia mà lên trên đỉnh luôn như Uyên Gia thì để mà tu tập và sau sinh sống ở đây thì nói chung ông cũng nhờ vào cái bài thuốc của nhà thuốc Liên Hoa Sơn mới có được cái sức khỏe cũng như là cái sức đề kháng tốt như vậy và có thể giống như là, cũng như là có thể hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh như ông vừa kể quý nha. Thật sự là bài thuốc rất là hay ạ. Dạ. Còn bây giờ thì chắc Ngôn xin phép quý diễn giả cùng với ông nè tạm thời chia tay ông cũng như là chia tay quý diễn giả vì Ngôn còn một xíu việc nữa cho nên là Ngôn cần phải kết thúc video. Thôi thì đến đây Ngôn xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở một video kế tiếp nha. Ngôn xin chúc cho quý vị khán giả có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ạ.